Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một khoản mục ở trên báo cáo tình hình tài chính, hay còn gọi cách khác là bảng cân đối kế toán, đó là khoản mục hàng tồn kho. Đồng thời chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách thức xác định giá vốn hàng bán để xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở trong kỳ. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm của hàng tồn kho. Hàng tồn kho là những hàng hóa mà công ty đang sở hữu được giữ để tiêu thụ. Quy tắc này không quan tâm đến vị trí lưu trữ hàng tồn kho. Các bạn có thể biết là công ty có thể lưu trữ hàng tồn kho của doanh nghiệp ở trong kho của công ty, các kho đi thuê hoặc thậm chí là hàng mua đang đi đường thì không có kho nào hết. Thì các bạn không cần quan tâm đến vị trí lưu trữ hàng tồn kho, chỉ quan tâm là hàng tồn kho có đang thuộc sở hữu của công ty hay không và có được giữ để bán ở trong tương lai hay không. Một số đặc điểm cần lưu ý về hàng tồn kho đó là hàng đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hư hỏng hoặc lỗi thời. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàng đang đi đường. Hàng mua đang đi đường có hai cách thức để xác định hàng mua đang đi đường, đó là cách thức mua FOB shipping point and cách thức mua FOB destination point. Đối với cách thức FOB shipping point, tức là FOB điểm đi, thì người bán chuyển giao quyền sở hữu cho người mua tại thời điểm tại kho của người bán luôn, tức là sau khi mà hàng hóa xuất ra khỏi kho của người bán thì quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua đối với hàng hóa là được chuyển giao. Các bạn có thể thấy ở đây, người bán chuyển giao hàng hóa cho người mua ngay tại sau khi xuất ra khỏi công ty. Do đó tất cả những rủi ro gặp phải trên đường vận chuyển từ kho người bán về kho người mua sẽ là do người mua chịu trách nhiệm. Đối với phương pháp FOB Destination Point thì người bán sẽ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua tại thời điểm hàng hóa đến kho người mua. Tức là trong quá trình vận chuyển hàng hóa có những rủi ro hay bất trắc gì xảy ra thì là sẽ do người bán chịu trách nhiệm. Đó là sự khác biệt giữa FOB Shipping Point và FOB Destination Point. Tiếp theo là hàng gửi đi bán. Hàng hóa thì chính là hàng tồn kho và thuộc về sở hữu của người gửi hàng. Hàng gửi đi bán, ví dụ như công ty gửi hàng cho các đại lý bán, thì trong quá trình gửi đi bán, hàng hóa đó vẫn thuộc sở hữu của công ty. Đại lý chỉ là người bán hộ và nhận hoa hồng mà thôi. Đối với hàng hóa hư hỏng hay lỗi thời, hàng hóa bị hư hỏng và lỗi thời thường không được ghi nhận vào hàng tồn kho khi không thể bán được. Nếu có thể bán được thì ghi nhận là hàng tồn kho theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Các bạn biết là giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trong quá trình kinh doanh thông thường, trừ cho chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết để thực hiện việc bán hàng. Đó là khái niệm về hàng tồn kho. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một vấn đề khá là quan trọng, đó là phương pháp tính giá hàng tồn kho. Giá hàng tồn kho bao gồm toàn bộ chi phí để đưa hàng tồn kho vào trạng thái sẵn sàng để tiêu thụ, tức là cái giá lúc mà các bạn mua, giá trên hóa đơn đã bao gồm cộng các chi phí bảo hiểm đối với hàng tồn kho, cộng thêm các chi phí lưu kho, cộng thêm chi phí vận chuyển, cộng thêm các loại thuế như nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và đã trừ cho phần chiết khấu hay là giảm giá. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về kiểm soát nội bộ và kiểm kê hàng tồn kho. Hầu hết thì các công ty đều phải thực hiện kiểm kê hàng tồn kho mỗi năm một lần, ít nhất là mỗi năm một lần. Khi có sự chênh lệch giữa số liệu kiểm kê và số lượng hàng tồn kho trên sổ sách, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện ngay để phù hợp với nguyên tắc phù hợp thực hiện kiểm soát nội bộ trong kiểm kê. Thứ nhất, chúng ta phải đánh số nhận dạng cho hàng tồn kho để khi mà chúng ta đi kiểm kê hàng tồn kho thì chúng ta không cần mất thời gian hay là chúng ta lẫn lộn giữa các loại hàng hóa ở trong hàng tồn kho. Thứ hai, người kiểm kê không có liên quan đến bộ phận kho, tức là người kiểm kê phải độc lập với những nhân viên kiểm soát ở trong kho, ví dụ như nhân viên bảo vệ, thủ kho, vân vân. Thứ ba, xác nhận sự hiện diện, số lượng và chất lượng hàng tồn kho.
Chúng ta phải kiểm đếm xem trong kho đó có bao nhiêu loại hàng tồn kho, mỗi loại có bao nhiêu sản phẩm. Thứ tư, việc kiểm kê được thực hiện thêm một lần sau đó nhằm đảm bảo tính chính xác, kiểm đếm chính xác số lượng hàng tồn kho đang có trong kho của doanh nghiệp. Thứ năm, giám đốc xác nhận tất cả hàng tồn kho đã được kiểm kê. Trách nhiệm cuối cùng trong quá trình kiểm kê đó là giám đốc phải xác nhận rằng quá trình kiểm kê đã kiểm đếm tất cả các hàng hóa tồn kho. Chúng ta tới tính giá hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, đồng thời xác định sự ảnh hưởng của hàng tồn kho lên báo cáo tình hình tài chính và báo cáo kết quả hoạt động. Thứ nhất là về các giả định về dòng giá trị của hàng tồn kho. Các quyết định quản trị có thể có liên quan đến kế toán hàng tồn kho dựa trên những nội dung sau đây. Thứ nhất, các mặt hàng bao gồm trong hàng tồn kho và chi phí của chúng. Thứ hai, phương pháp tính giá xuất kho theo giá đích danh, giá nhập trước xuất trước hay giá bình quân gia quyền. Các bạn có thể đọc thêm trong sách về phương pháp nhập sau xuất trước, đó là LIFO, nhưng mà nhập sau xuất trước hiện nay không được áp dụng trong chuẩn mực kế toán quốc tế. Đồng thời có rất ít các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng phương pháp nhập sau xuất trước vì nó không phù hợp với thực tế, và làm nó không phù hợp với hệ thống kế toán. Do đó phương pháp LIFO sẽ không được tìm hiểu ở trong chương này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp LIFO, các bạn có thể tìm hiểu ở trong sách Nguyên lý kế toán của các bạn, hoặc là các bạn có thể lên lên Google và tìm hiểu thêm. Thứ ba đó là về hệ thống kế toán hàng tồn kho. Chúng ta có hai hệ thống kế toán hàng tồn kho chính, đó là hệ thống kê khai thường xuyên hay hệ thống kiểm kê định kỳ. Đối với phương pháp hệ thống kê khai thường xuyên là chúng ta sẽ phải kê khai thường xuyên sau mỗi lần mua hoặc là mỗi lần xuất bán hàng tồn kho. Đối với hệ thống kiểm kê định kỳ thì chúng ta sẽ chỉ kiểm kê một lần duy nhất vào cuối kỳ kế toán, và từ đó chúng ta xác định được số lượng sẽ xác định được giá vốn hàng bán trong kỳ dựa vào hàng tồn kho đầu kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ. Thứ tư là sử dụng mình sẽ nói thêm về hàng kiểm kê định kỳ, đó chính là các bạn sẽ có công thức như sau: giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cộng giá trị hàng mua trong kỳ, chúng ta sẽ được giá trị hàng tồn kho sẵn sàng trong sẵn sàng để bán. Chúng ta sẽ có công thức như sau: giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cộng giá trị hàng mua trong kỳ trừ giá trị hàng bán, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sẽ bằng giá vốn trong kỳ. Mình nhắc lại, đó là giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cộng giá trị hàng tồn kho mua trong kỳ trừ giá trị hàng tồn kho tồn cuối kỳ, nó sẽ bằng giá vốn hàng bán. Đó là về phương pháp kiểm kê định kỳ. Còn đối với phương pháp kê khai thường xuyên thì các bạn sẽ phải kê khai và theo dõi hàng tồn kho sau mỗi lần mua hoặc là bán. Từ đó các bạn có thể xác định được giá vốn hàng bán ngay sau khi hàng hóa xuất bán. Thứ tư, sử dụng giá trị thị trường hoặc các ước tính khác. Các mình đã lưu ý cho các bạn về phương pháp nhập sau xuất trước là không được sử dụng trong chuẩn mực kế toán quốc tế. Sách các giả định về dòng giá trị của hàng tồn kho. Thứ nhất, về theo giá đích danh. Theo giá đích danh, đây là ba phương pháp tính giá vốn hàng bán hay là giá xuất kho của hàng tồn kho. Đầu tiên là theo giá đích danh, đó là mỗi mặt hàng có thể được xác định bằng một giao dịch mua cụ thể. Mình sẽ có một vài ví dụ cho các bạn về về mấy phương pháp này, nên bây giờ mình chỉ nói lý thuyết thôi, và ở phần ví dụ thì mình sẽ nói kỹ hơn. Thứ hai là phương pháp nhập trước xuất trước, first in first out. Nhập trước xuất trước đó là giả định dòng chi phí theo thứ tự phát sinh, tức là những hàng hóa nào nhập vào kho trước thì sẽ được xuất ra trước, first in first out. Nhập vào trước thì sẽ được xuất ra trước. Ví dụ các bạn mua một cái laptop, 100 cái laptop vào ngày 1 tháng 1 năm 2000X1, vào ngày 2 tháng 1 năm 2000X1 các bạn mua thêm 50 cái nữa, vào ngày 3 tháng 1 năm 2000X1 các bạn bán 50 cái, thì các bạn phải lấy cái số lượng hàng hóa mua vào ngày 1 tháng 1 năm X1 để các bạn xuất ra trước ngày 2 tháng 1 thì chưa được xuất.
mình sẽ có ví dụ cho các bạn nên các bạn yên tâm nha. Ok, phương pháp thứ ba là phương pháp bình quân gia quyền, giả định chi phí trung bình đối với các đơn vị hàng đang chờ bán. Sau đây là minh họa tính giá hàng tồn kho theo ba phương pháp ở trên đây. Đây là cái minh họa trước thôi, còn ví dụ là nó phía sau. Dưới đây là thông tin về xe đạp leo núi tồn kho của công ty Bike ngay trong tháng 1. Thứ nhất, ngày 1 tháng 1 các bạn có thể biết là 1 tháng 1 đang là đầu kỳ nên chúng ta có hoạt động là tồn đầu kỳ. Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ đang là 10 cái xe với giá 182. Sau đó tổng giá trị của số xe đang là 1.820 chiếc. Số lượng tồn đang là 10 chiếc. Ngày 2 tháng 1 chúng ta mua thêm 15 chiếc với giá 212 nữa. Tổng giá trị đang là 3.180. Giá trị của hàng mua vào ngày 2 tháng 1 là 3.180. Số lượng tồn đang là 25 chiếc. Tuy nhiên là ngày 13 tháng 2 chúng ta bán đi 20 chiếc với giá 260. Cái giá 260 này chúng ta sẽ ghi nhận là giá vốn hàng bán. À, doanh thu, xin lỗi các bạn. Giá 260 này chúng ta sẽ ghi nhận là doanh thu. Bán với giá là 260. Do đó doanh thu chúng ta nhận về được là 5.200. Số lượng đang tồn vào ngày 13 tháng 2 đó là 25 chiếc. Trừ cho 20 chiếc đã bán vào ngày 13 tháng 2, chúng ta còn tồn lại là 5 chiếc. Ngày 16 tháng 1 chúng ta mua thêm 20 chiếc nữa với giá là 230. Tổng giá trị hàng mua đã là vào ngày 16 tháng 1 là 4.600. Chúng ta sẽ tiếp tục tốn 5 cộng cho 20 bằng 25. Vào ngày 27 tháng 1 chúng ta mua thêm 10 chiếc nữa với giá là 238. Tổng giá trị là 2.380. Chúng ta có tồn, số lượng tồn vào ngày 27 tháng 1 là 25 cộng 10 bằng 35. Tuy nhiên vào ngày 31 tháng 1 chúng ta bán đi 25 chiếc. Doanh thu nhận về là 7.500. Trong kho đang tồn 35 cái nhưng mà ngày 31 tháng 1 chúng ta bán đi 25 cái rồi thì số lượng tồn cuối kỳ sẽ còn là 10 cái. Các bạn có thể lấy đây, tổng giá trị hàng mua là 55 chiếc với tổng giá trị là 11.980. Tổng số lượng bán ra là 20 cộng 25 bằng 45 chiếc. 55 chiếc bao gồm cả tồn đầu kỳ. Tồn đầu kỳ cộng tổng hàng mua xong kỳ trừ cho hàng bán sẽ bằng tồn cuối kỳ. Ok, đây là ví dụ thực tế. Trên đây là một cái minh họa về tính giá hàng tồn kho. Sau đây chúng ta sẽ tính toán số lượng hàng tồn kho, số lượng hàng tồn kho và giá vốn hàng bán xuất ra theo từng phương pháp, đó là theo giá đích danh, giá nhập trước xuất trước hay là giá bình quân gia quyền. Đầu tiên là về giá đích danh. Các bạn biết đây, các bạn nhìn rõ nha, cái bảng này tồn đầu kỳ đang là 10 đó. Các bạn có thể chụp lại hoặc sao đó để cho dễ theo dõi các ví dụ mua, các ví dụ tính giá hàng, giá vốn hàng bán. Đây, các bạn chụp lại cái này đi, rồi các bạn đi qua theo dõi cái này cho dễ. Ok, vào ngày 1 tháng 1 là chúng ta có tồn đầu kỳ là 10, ứng với giá là 182. Tổng giá trị hàng tồn kho bây giờ đang là 1.820. Ngày 2 tháng 1 chúng ta mua thêm 15 chiếc với giá 212, do đó chúng ta đang có tồn cuối kỳ, tồn cuối ngày 2 tháng 1. Tồn vào cuối ngày 2 tháng 1 đang là 10 chiếc với giá trị 182 và 15 chiếc với giá trị 212. Vào ngày 13 tháng 1. 13 tháng 1 các bạn có thể thấy chúng ta bán đi là tổng 20 cái. 20 cái bán đi vào ngày 12 tháng 1. Đây, chúng ta bán 20 cái vào ngày 13 tháng 1, xin lỗi các bạn, đây là 13 tháng 1 nè. Chúng ta bán 20 cái vào ngày 13 tháng 1. 20 cái này theo giá đích danh. Đích danh tức là các bạn chỉ định cái nào được xuất ra thì cái đó mới được xuất ra. Các bạn không chỉ định cái nào không được xuất ra thì nó vẫn phải nằm yên ở trong kho. Ở đây mình, đây chỉ là một cái dạ dụ ví dụ của mình thôi. Các bạn có thể, đây mình ví dụ ngày 13 tháng 1 mình sẽ xuất đi 8 cái với giá trị 182. Ở đây có 10 cái thì mình xuất đi 8 cái. Còn và 12 cái với giá trị là
với giá là 212. Đây là tính giá vốn hàng bán. Các bạn có thể bán đi 10 cái của cái mà có giá 182 cũng được. Các bạn phải hiểu rằng đích danh, tức là mình chỉ định hàng nào xuất ra thì hàng đó mới được xuất ra. Mình chỉ định hàng nào nằm bên trong kho thì nó vẫn phải nằm bên trong kho, nó không được xuất ra. Đó là theo phương pháp đích danh. Ở đây mình chỉ định mình bán 8 cái với giá 182 và 12 cái với giá 212. Thì tổng giá vốn hàng bán vào ngày 13 tháng 1 đang là 4.000. Các bạn có thể thấy trong kho có 10 cái với giá 182, nhưng mà bây giờ mình bán đi 8 cái rồi thì mình còn lại 2 cái giá 182 ở trong kho. 15 cái với giá 212 thì mình đã bán đi 12 cái rồi thì mình còn lại 3 cái. Vào ngày 16 tháng 1 mình mua 20 cái, 20 chiếc với giá 230 nữa. Thì bây giờ trong kho sẽ có tồn này. Ở đây bê nguyên xuống đây, 2 cái giá 182 với 3 cái giá 212 mình bê nguyên xuống đây. À, mình mua thêm 20 cái với giá 230 nữa. Nên là bây giờ tồn thêm 20 cái 230 nữa trong kho. Ngày 27 tháng 1 mình mua thêm 10 cái với giá 238. Thì bây giờ hàng tồn kho bao gồm 2 cái giá 182 này, 3 cái giá 212 này, 20 cái giá 230 này, cộng với hàng mới mua sáng hôm nay là sáng 27 tháng 1, cộng thêm 10 cái giá 238 nữa. Do là tính theo giá đích danh nên các bạn phải tách biệt mấy cái hàng này ra, không có được gộp lại. Ví dụ như mình đang tồn 2 cộng 3 cộng 20 cộng 10 là bằng bao nhiêu? Bằng 25. Không được làm như vậy nha. Các bạn phải tách biệt từng loại hàng hóa ra, do là nó bán ra theo phương pháp đích danh. Ngày 31 tháng 1 thì bán là bao nhiêu? Bán là 25 cái. Đây, ngày 31 tháng 1 bán 25 cái thì mình bán đi 2 cái với giá 182, 3 cái giá 212, 15 cái giá 230 và 5 cái giá 238. Đây là mình chỉ định những cái loại mặt hàng này được xuất ra theo số lượng như thế này thì nó chỉ được xuất ra chính xác bằng từng này thôi, chứ không được xuất thừa cũng không được xuất thiếu. Thì tổng giá trị là 5.640. Các bạn có thể thấy hàng tồn kho bây giờ 2 cái giá 182 mình bán đi rồi này, 3 cái giá 212 mình cũng bán đi rồi này. Mình bán đi 15 cái 230 thì còn lại 20 trừ 15 bằng 5 cái 230. Mình bán đi 5 cái giá 238 thì trong kho còn lại 10 trừ 5 bằng 5 cái 238. Tổng giá trị hàng tồn kho bây giờ là bằng 2.340. Tổng giá vốn hàng bán bây giờ bằng 5.640 cộng 4.000 bằng 9.640. Đó là phương pháp tính giá hàng tồn, giá vốn hàng bán theo phương pháp giá đích danh. Đối với phương pháp này thì nó khá là lộn xộn, khá là mệt, tại vì các bạn phải theo dõi từng cái loại mặt hàng riêng biệt nên khá là mất thời gian. Tiếp theo chúng ta đây là bút toán để ghi lại các giao dịch mua và bán. Các con số màu xanh thì được xác định bởi giả định dòng chảy chi phí được sử dụng. Đây, vào ngày 2 tháng 1 chúng ta, đây là các bút toán về việc mua và bán hàng tồn kho họ trong kỳ. Vào ngày 2 tháng 1 chúng ta mua vào hàng tồn kho đây. 2 tháng 1 chúng ta mua vào thì ghi nhận cái gì tăng? Hàng tồn kho tăng, đúng rồi. Mua vào thì ghi nhận hàng tồn kho tăng, mình chưa trả tiền cho người bán. Đây, tất cả các hình thức mua và bán đều được thực hiện theo hình thức mua chịu và bán chịu. Mua chịu thì sao ạ? Mua chịu thì mình chưa trả tiền cho người bán, còn bán chịu thì mình chưa có thu tiền từ khách hàng. Vào ngày 2 tháng 1 chúng ta mua hàng tồn kho, do đó hàng tồn kho tăng thì ghi bên tài sản, thì ghi bên gì? Ghi bên nợ, nợ hàng tồn kho và có phải trả cho người bán. Giá trị là 3.180. 3.180 nha các bạn. Vào ngày 16 tháng 1 chúng ta tiếp tục mua hàng tồn kho. À không, mình phải ghi 13 tháng 1 trước. Ok, mình ghi hết mua vào rồi mình lại xét và bán ra nha. Ngày 16 tháng 1 chúng ta mua vào hàng tồn kho thì cũng như ở ngày 2 tháng 1 chúng ta ghi nhận nợ hàng tồn kho phải trả người bán là ngày 16 tháng 1, tổng giá trị là 4.600.
tổng giá trị 4.600. Vào ngày 27 tháng 1, chúng ta tiếp tục mua hàng tồn kho thì ghi nhận hàng tồn kho tăng và khả giá người bán cũng tăng lên. Ở bên đây là nghiệp vụ bán ra. Đối với nghiệp vụ mua vào, các bạn chỉ ghi một bút toán thôi, đó là bút toán nợ hàng tồn kho có phải trả cho người bán. Tuy nhiên, lúc bán ra, các bạn có thể biết là lúc bán ra thì cái gì tăng? Lúc bán ra thì doanh thu của mình tăng, đồng thời phải thu người phải do mua chị bán triệu nên mua chị bán triệu nên là phải thu của khách hàng tăng lên. Nợ phải thu thuộc phần tài sản tăng nợ giảm có, doanh thu tăng có giảm nợ. Nên là chúng ta ghi nợ phải thu khách hàng và có doanh thu. Tuy nhiên, các bạn có nhớ là nguyên tắc phù hợp không ạ? Chi phí phải ghi nhận khi chúng ta xảy ra các hoạt động để tạo ra doanh thu. Hoạt động của chúng ta là hoạt động xuất bán hàng hóa. Do đó, khi ghi nhận doanh thu, các bạn phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng. Đó là đối với trường hợp này, chi phí của chúng ta đó là giá vốn hàng bán. Ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận doanh thu bán hàng thì phải ghi nhận giá vốn hàng bán tương ứng. Nên là chúng ta phải có hai bút toán, đó là bút toán về doanh thu và bút toán về giá vốn. Đối với giá vốn hàng bán, chúng ta đã xác định ở đây giá trị giá vốn hàng bán của chúng ta vào ngày 13 tháng 1 chúng ta đã ghi nhận là 4.000, vào ngày 31 tháng 1 là 5.640. Do đó, ngày 13 tháng 1 chúng ta ghi nhận tăng giá vốn hàng bán và giảm hàng tồn kho 4.000. Vào ngày 31 tháng 1 chúng ta cũng xuất bán hàng hóa. Bút toán đầu tiên là bút toán về doanh thu và bút toán thứ hai là bút toán về giá vốn. Đó là các bút toán mà các bạn cần phải xác định được khi bán hàng theo các bút toán này thì qua các phương pháp đều giống nhau, tuy nhiên chỉ khác nhau về cái số tiền sau này thôi. Bởi vì mỗi phương pháp tính giá vốn hàng bán thì nó sẽ đưa ra những cái số liệu khác nhau. Ok các bạn, chúng ta cùng nhau đi theo đi tìm hiểu cùng nhau tìm hiểu về phương pháp nhập trước xuất trước. Ở đây nhập trước xuất trước có nghĩa là first in first out, cái nào giá cũ nhất giá cũ nhất, tức là những cái nào mà các bạn nhập vào đầu tiên thì các bạn sẽ phải xuất ra đầu tiên. Giá hiện hành tức là những cái mà bạn mua gần đây, những cái mà bạn mới mua gần đây á thì nó sẽ trộn vào hàng tồn kho cuối kỳ. Các bạn hiểu không ạ? Nhập trước xuất trước tức là những cái nào mà nhập trước thì nó phải được xuất ra trước, những cái nào mà nhập vào ngày 1 tháng hạ 1 tháng 1 thì nó sẽ được xuất ra trước những hàng hóa mua vào ngày 30 tháng 1. Đây là ví dụ. Tất cả các ví dụ và các phương pháp tính giá giá vốn hàng bán hay là giá xuất kho thì mình đều lấy theo cái ví dụ này nha các bạn. Nên các bạn chụp lại hay sao đó, các bạn làm sao cũng được, đấy là theo dõi được là được ạ. Đây là phương pháp nhập trước xuất trước. Ngày 1 tháng 1 chúng ta có tồn đầu kỳ là 10 nhân 182 bằng 1.820. Vào ngày 2 tháng 1 chúng ta mua vào 15 với giá 212, tổng giá trị hàng mua là 3.180. Đây chúng ta cũng phải theo dõi từng loại mặt hàng nha, không được lẫn lộn nha. Bởi vì chúng ta nhập trước xuất trước nên những hàng hóa nào mà nhập vào trước thì chúng ta xuất ra trước, còn những hàng hóa nhập sau thì chúng ta sẽ để im đó. Chúng ta sẽ xuất xuất ra sau. Bây giờ hàng tồn kho chúng ta có 10 nhân 182 và 15 nhân 212. Vào ngày 13 tháng 1 chúng ta xuất 20 cái đúng không? Các bạn có thể thấy ban đầu chúng ta có tồn đầu kỳ 10 cái nhân 182 thì cái này là nó ở trong kho trước khi chúng ta nhập về 15 cái. Do đó lúc xuất ra chúng ta phải xuất cho bằng hết, xuất hết 10 cái này, 10 cái mà tồn kho đầu kỳ này ra, xuất hết, có bao nhiêu là xuất hết ra. Còn thiếu bao nhiêu thì chúng ta mới lấy từ hàng hàng tồn kho được mua vào vào ngày 2 tháng 1. Các bạn có thể thấy ở đây, ngày 13 tháng 1 chúng ta xuất bán 20 cái. Tuy nhiên trong kho chỉ có 10 cái với giá 182 thôi. Chúng ta vẫn còn thiếu 10 cái nữa để xuất đủ cho khách hàng. Do đó 10 cái này chúng ta lấy từ 15 cái mà chúng ta đã mua vào từ ngày 2 tháng 1. Sau đó tồn kho cuối kỳ, tồn kho cuối ngày 13 tháng 1 còn 5 cái với giá 212.
Vào ngày 16 tháng 1, chúng ta lại mua thêm 20 cái với giá 230 nữa. Thì bây giờ tồn kho bây giờ đang là 5 cái nhân 212 này, với 20 cái với giá 230. Vào ngày 27 tháng 1, chúng ta mua thêm 10 cái với giá 238. Thì bây giờ chúng ta có tồn kho 5 cái giá 212, 20 cái giá 230 và 10 cái với giá 238. Đây, vào ngày 31 tháng 1. Vào ngày 31 tháng 1 chúng ta xuất tổng cộng 25 cái đúng không? Chúng ta xuất tổng cộng 25 cái. Cái nào còn tồn? 5 cái với giá 212 chúng ta đã mua vào ngày 13 tháng 1 rồi. Nên chúng ta phải xuất cho bằng hết 5 cái đó. Xuất hết 5 cái đó rồi chúng ta mới tính tới việc xuất thêm. Vì chúng ta xuất 25 cái mà 5 cái này chưa đủ nên chúng ta cần thêm 20 cái nữa. Các bạn có thể thấy ngày 16 tháng 1 chúng ta mua 20 cái với giá 230. Nên bây giờ chúng ta lấy 20 cái đó luôn. Mua vào ngày 16 tháng 1 thì nhập kho trước ngày 27 tháng 1 đúng không? Thì chúng ta phải cứ lấy tuần tự vậy đó. Cái nào nhập vô trước thì xuất cho bằng hết, còn dư từng nào thì mới lấy của các ngày tiếp theo. Đó. Thì bây giờ mình có 5 cái nhân 212 này, mình chưa đủ thì mình lấy thêm 20 cái của 230 nữa là vừa đủ 25 cái. Bây giờ tồn kho cuối kỳ chỉ còn lại là 10 giá 238 thôi. Thì giá vốn hàng bán vào ngày tổng giá vốn hàng bán vào ngày 13 tháng 1 và ngày 31 tháng 1 đó là 9.600, và tồn kho cuối kỳ bây giờ chỉ còn lại là 10 cái mua ngày 27 tháng 1 thôi. Giá hàng tồn kho cuối kỳ đang là 2.280. Cái giá vốn hàng bán này nó sẽ đi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nằm ở phần giá vốn hàng bán. Còn tồn kho cuối kỳ thì nó sẽ nằm ở báo cáo tình hình tài chính, nằm ở khoản mục hàng tồn kho cuối kỳ. Đây là các bút toán về nhập trước xuất trước. Như hồi nãy mình nói, các bút toán về nhập trước xuất trước nó cũng giống nhau, giống với các bút toán với các bút toán ở bên phương pháp giá đích danh, nhưng mà giá trị nó chỉ khác nhau thôi. Đó, nó chỉ khác nhau ở phần giá trị thôi. Còn bút toán thì lúc mua vào hàng tồn kho thì mình ghi tăng hàng tồn kho và tăng cái khoản phải trả sau người bán. Lúc xuất bán thì mình phải ghi tăng cái phần phải thu khách hàng, tăng doanh thu, đồng thời ghi nhận giá vốn và giảm giá trị hàng tồn kho. Tất cả các giao dịch mua và bán này được thực hiện theo hình thức mua triệu và bán triệu. Đó. Đây là bút toán. Thì các bạn tự làm cái bút toán này nha, nó tương tự với phương pháp giá đích danh. Cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp bình quân gia quyền. Thì nó là cuối cùng tại vì cái phương pháp LIFO như hồi nãy mình đã nói với các bạn trong chương trình, ta sẽ không đi tìm hiểu về phương pháp LIFO bởi vì nó không phù hợp với hệ thống kế toán và phương pháp hệ thống kế toán và hệ thống kế toán và các chuẩn mực kế toán. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp bình quân gia quyền. Bình quân gia quyền ở đây là khi một đơn vị hàng được bán thì đơn giá bình quân của mỗi đơn vị hàng trong kho được phân bổ vào giá vốn hàng bán. Đơn giá bình quân là bằng giá vốn hàng đang nắm giữ vào ngày xuất bán, tức là tất tổng của giá trị của hàng tồn kho chia cho số lượng hàng đang nắm giữ vào ngày xuất bán. Ở đây có nghĩa là tổng giá trị của hàng tồn kho chia cho tổng số lượng hàng đang có trong bán. Thì các bạn sắp đều nó lên, các bạn trộn lẫn nó lại với nhau, sau các bạn lấy cái giá bình quân của nó rồi các bạn làm giá xuất bán thôi. Đây chúng ta có phương pháp bình quân gia quyền. Vào ngày 1 tháng 1 chúng ta có tồn đầu kỳ là 10 x 182 bằng 1.820. Vào ngày 2 tháng 1 chúng ta mua thêm 15 với giá 212, chúng ta có giá trị là 3.180. Cuối ngày 2 tháng 1 thì chúng ta có tồn 10 x 182 cộng 15 x 212. Bây giờ chúng ta có thể thấy tổng giá trị của hàng tồn kho bây giờ đang là 1.820 cộng 3.180, chúng ta có tổng là 5.000. Số lượng hàng tồn kho đang là 10 x 10 cộng cho 15 bằng 25. Sau đó đơn giá bình quân đạt là 200. Vào ngày 13 tháng 1 chúng ta bán đi 20. Lúc này chúng ta thể xuất bán với giá bình quân là 200. Đó, đơn giản không? Đơn giản mà đúng không? Sau đó chúng ta có sẽ có giá vốn hàng bán bây giờ lại là 4.000. Chúng ta đang có tồn kho trong kho là 25, chúng ta bán đi 20.
20 thì chúng ta còn lại là 5 nhân với giá là 200. Chúng ta có số lượng giá trị hàng tồn kho bây giờ đang là 1.000. Vào ngày 16 tháng 1, chúng ta mua vào 20 với giá là 230. Tổng giá trị hàng mua vào là 4.600. Các bạn có thể thấy vào cuối ngày 16 tháng 1, chúng ta đang giữ 5 nhân với 200. Chuyển từ ngày 13 tháng 1 xuống, chúng ta dư thêm 20 nhân cho 230. Chúng ta đang có 4.600. Tổng giá trị hàng tồn kho vào cuối ngày 16 tháng 1 bây giờ là 5.600, với số lượng hàng tồn kho là 20 cộng 5 bằng 25. Do đó, giá đơn giá bình quân bây giờ đang là 5.600 chia cho 25 bằng 240. Vào ngày 27 tháng 1 bằng 224. Vào ngày 27 tháng 1 chúng ta mua 10 với giá 238. Tổng giá trị là 2.380. Vào ngày cuối ngày 27 tháng 1 chúng ta đang có số dư là 5.600, chuyển từ 16 tháng 1 xuống cộng với 2.380. Chúng ta có tổng giá trị hàng tồn kho vào ngày 27 tháng 1 là 7.980 chia cho số lượng số lượng bây giờ là 25 của ngày 16 tháng 1 cộng với 10 của ngày 27 tháng 1 là có 35. Do đó đơn giá bình quân đang là 7.980 chia cho 35 bằng 228. Vào ngày 31 tháng 1 chúng ta xuất 25. 25 xuất bán với đơn giá bình quân giao quyền là 228 đồng trên một chip, thì chúng ta có giá trị của hàng xuất kho của giá vốn hàng bán vào ngày 31 tháng 1 đang là 25 nhân 228 bằng 5.700. Tổng giá trị hàng giá vốn hàng bán của ngày 13 và ngày 31 tháng 1 là 5.700 cộng 4.000 bằng 9.700. Tồn kho cuối kỳ bây giờ còn lại 10 chiếc nhân với 228 đồng một chiếc, là chúng ta có tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là 2.280. Đây là những bút toán ghi nhận nghiệp vụ mua vào và bán ra của tracking. Con số màu xanh được xác định bởi giá định giao chạy chi phí được sử dụng. Các bạn có thể thấy nãy giờ bút toán cho nghiệp vụ mua vào và bán ra của công ty này thì là giống nhau. Mình đã nói với các bạn là nó chỉ khác nhau về giá trị của giá của hàng bán xuất ra thôi. Nên các bạn ghi nhận bút toán vẫn giống như hai phương pháp đầu tiên. Đó là lúc mua vào thì chúng ta ghi nhận hàng tồn kho tăng lên và phải trả người bán tăng lên. Còn lúc xuất bán thì chúng ta có hai bút toán, đó là bút toán ghi nhận doanh thu và bút toán ghi nhận chi phí. Lưu ý là tất cả các giao dịch mua và bán đều được thực hiện theo hình thức mua chịu và bán chịu. Chúng ta tìm hiểu về ảnh hưởng của phương pháp tính giá xuất kho đến báo cáo tài chính. Mình đã nói với các bạn rồi. Đối với mỗi phương pháp tính giá hạ xuất kho khác nhau thì nó sẽ dẫn đến các chi phí khác nhau. Về phần doanh thu của giá đích danh LIFO thì mình chỉ tính thêm cho các bạn thôi nha. Giá đích danh FIFO và bình quân giao quyền thì nó đều như nhau. Về giá vốn hàng bán thì nó khác nhau. Do giá vốn hàng bán khác nhau nên từ đó doanh thu thì mình bán theo một cái giá xác định thì nó là như nhau. Còn nãy giờ mà FIFO, LIFO rồi FIFO giá đích danh bình quân giao quyền á, thì nãy giờ chúng ta đang tính giá xuất kho nha, giá vốn hàng bán, đó là giá vốn hàng bán chứ không phải là doanh thu nha các bạn. Doanh thu các bạn phân biệt được doanh thu và giá vốn hàng bán mà đúng không? Đó, giá vốn hàng bán của giá đích danh FIFO và bình quân giao quyền là khác nhau, do đó chúng ta sẽ có thể tính toán được lợi nhuận gộp là khác nhau. Về các khoản chi phí thì nó giống nhau. Các khoản chi phí là như nhau cho tất cả các phương pháp. Lợi nhuận trước thuế sẽ bằng lợi nhuận gộp trừ cho các khoản chi phí khác. Do đó lợi nhuận trước thuế là khác nhau. Từ đó chúng ta có thể thấy thuế thu nhập và lợi nhuận sau thuế cũng là khác nhau. Chỉ khác nhau ở giá vốn hàng bán thôi là nó sẽ khác nhau với tất cả các chỉ tiêu biến đổi ở sau này, trừ các chỉ tiêu về chi phí thì nó giữ nguyên không thay đổi. Trên báo cáo tình hình tài chính, khoản mục hàng tồn kho
sẽ được báo cáo theo giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ, hàng tồn kho vào cuối ngày 31 tháng 1, cho đó nó cũng sẽ chắc chắn nó sẽ khác nhau. Các chúng ta cùng đi tìm hiểu về ưu điểm của các phương pháp. Thứ nhất là phương pháp bình quân gia quyền. Ưu điểm của phương pháp bình quân gia quyền đó là hài hòa những thay đổi bất thường và giá trị do chúng ta đảo lộn nó với nhau. Chúng ta hỗn độn, một mớ hỗn độn, và chúng ta bóc bóc một cách ngẫu nhiên, nhưng mà bóc một cách ngẫu nhiên, tuy nhiên là nó sẽ có nó sẽ nói sao ta, nó sẽ có một cái giá bình quân, sau đó chúng ta sẽ bóc ngẫu nhiên và chúng ta nhân cái giá bình quân đó, do đó những thay đổi bất thường về giá trị nó sẽ được trung hòa hết vào tất cả các giá trị hàng tồn kho. Còn phương pháp FIFO thì cho giá trị hàng tồn kho trên báo cáo tài chính xấp xỉ với giá trị hiện tại, do nó là nhập nhập trước xuất trước. Chúng ta cùng cùng đến với một nội dung, đó là tính nhất quán trong việc sử dụng phương pháp tính giá xuất kho. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế, tính có thể so sánh là một đặc tính giúp nâng cao chất lượng của thông tin tài chính. Liên quan đến khả năng so sánh là tính nhất quán đề cập đến việc sử dụng cùng một phương pháp cho cùng một khoản mục hoặc từ kỳ này sang kỳ khác trong kỳ báo cáo. Tức là trong một kỳ báo cáo thì chúng ta phải sử dụng chỉ duy nhất một phương pháp tính giá hàng tồn kho thôi, chứ không được thay đổi giữa. Ví dụ thích lúc này thì dùng, thích thì dùng FIFO, thích thì dùng bình quân. Như thế là không được, chúng ta chỉ được sử dụng một phương pháp duy nhất trong một kỳ báo cáo. Khi thay đổi từ phương pháp này sang phương pháp khác giúp cải thiện tình báo cáo tài chính của đơn vị thì cần trình bày những sự thay đổi và những ảnh hưởng của thay đổi này đến lợi nhuận. Các bạn phải thuyết minh trong quên, mình xin lỗi vì kế toán quốc tế không có cái khoản thuyết minh cho đó. Các bạn phải trình bày sự thay đổi và những ảnh hưởng của thay đổi này đến lợi nhuận khi thay đổi từ phương pháp này qua phương pháp khác. Đối với kế toán Việt Nam á, thì các bạn phải thuyết minh những sự thay đổi này ở trong cái thuyết minh báo cáo tài chính. Chúng ta đến một vấn đề rất quan trọng, đó là vấn đề về giá thấp hơn dưới giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Hàng tồn kho phải được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được khi giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính sau khi trừ đi các khoản chi phí ước tính. Sorry các bạn nha, để mình sửa lại cái slide này. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính sau khi trừ đi khoản chi phí ước tính phục vụ cho việc bán hoặc thanh lý sản phẩm. Có thể áp dụng theo hai cách, đó là theo từng mặt hàng riêng biệt hoặc là theo từng nhóm hàng. Đây là một cái ví dụ. Ví dụ chúng ta đang có 4 loại mặt hàng tồn kho, đó là ABCD. Số lượng hàng tồn kho lần lượt như sau: A tồn kho 30, B tồn kho 16, C tồn kho 14 và D tồn kho 20. Chúng ta có thể thấy ở đây là cổ so sánh giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được, net reliable value, giá trị thuần có thể thực hiện được nha. Của A giá gốc và giá trị thuần là 12 và 10, của B là 8 và 9, của C là 6 và 7,5, của D là 9 và 7. Đây thì chúng ta tổng cộng của giá gốc là 30 nhân 12 bằng 360, 16 nhân 8 bằng 128, 14 nhân 6 bằng 84 và 20 nhân 9 bằng 180. Tuy nhiên tổng tổng của giá trị thuần có thể thực hiện được tương ứng là 30 nhân 10 bằng 300, 16 nhân 9 bằng 144, 14 nhân 7,5 bằng 105, 20 nhân 7 bằng 140. Theo như cái nguyên tắc này thì hàng tồn kho phải được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được nếu như giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc. Tức là giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được, chúng ta phải lấy cái giá thấp hơn giữa hai cái này. Do đó, chúng ta sẽ ghi nhận giá của hàng tồn kho A, đó là giá thấp hơn giữa giá trị thuần và giá gốc, là chúng ta sẽ lấy của A là 300, của B là 128, của C là 84 và của D là 140. Tổng cộng giá
4, đó là 652. Tất nhiên là trong quá trình làm việc, vì chúng ta là con người mà, do đó chúng ta cũng sẽ có những sai sót trong kế toán hàng tồn kho. Do đó ảnh hưởng của chúng ta phải nghĩ đến là ảnh hưởng của những sai sót này đối với báo cáo tài chính, để chúng ta có thể viết những bút toán điều chỉnh lại khi chúng ta phát hiện sai sót. Đối với hàng tồn kho cuối kỳ, nếu chúng ta đang ghi nhận gấp thấp hơn, chúng ta đang ghi nhận thấp hơn, tức là giá vốn hàng bán chúng ta đang ghi nhận cao hơn. Các bạn biết sao không ạ? Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, giá vốn hàng bán sẽ bằng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cộng giá mua, giá trị hàng tồn kho mua vào trong kỳ trừ giá trị hàng tồn kho cuối kỳ. Nếu giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đang thấp hơn thì giá vốn hàng bán chúng ta đang ghi nhận cao hơn. Đối với nếu mà giá vốn đang ghi nhận cao hơn, lãi thuần là bằng doanh thu từ cho chi phí. Giá vốn hàng bán mà đang ghi nhận cao hơn thì lãi thuần chúng ta đang bị ghi nhận thấp hơn. Đúng rồi. Đối với năm thứ hai nha, giá vốn hàng bán chúng ta đang ghi nhận cao hơn thì qua năm thứ hai chúng ta lại bị ghi nhận nó thấp hơn so với thực tế, sau đó lãi thuần lại bị cao hơn. Nó thì tương tự với trường hợp hàng tồn kho cuối kỳ mà đang bị ghi nhận cao hơn thì giá vốn hàng bán chúng ta đang bị ghi nhận thấp hơn, và giá trị giá vốn hàng giá thuần bằng doanh thu trừ chi phí trừ giá vốn hàng bán. Doanh thu giờ giá vốn hàng bán mà giá vốn hàng bán đang bị ghi nhận thấp hơn thì lãi thuần đang bị ghi nhận cao hơn. Đối với báo cáo tài chính, nếu hàng tồn kho cuối kỳ đang bị khai thấp thì cái phần tài sản nó cũng bị thấp hơn, tại vì hàng tồn kho cuối kỳ nó nằm ở trong phần tài sản. Đối với vốn chủ sở hữu thì nó cũng bị ghi nhận thấp hơn do cái lãi thuần này nó đi vào cái phần vốn chủ sở hữu. Còn lúc mà phóng đại thì hàng tồn thì phần tài sản thì đang lại bị cao hơn và vốn chủ sở hữu nó cũng bị cao hơn. Ok, cuối cùng chúng ta cùng đi tìm hiểu về vòng quay hàng tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho thì giúp doanh nghiệp xác định được trong một kỳ thì hàng tồn kho quay bao nhiêu lần, đồng thời thể hiện mức độ kiểm soát lượng hàng tồn kho có sẵn của các nhà quản lý, liệu rằng mình đang quản lý hàng tồn kho hiệu quả hay là không. Chúng ta có thể có công thức sau đây. Vòng quay hàng tồn kho sẽ bằng giá vốn hàng bán chia cho hàng tồn kho bình quân. Trong đó, hàng tồn kho bình quân sẽ bằng hàng tồn kho đầu kỳ cộng hàng tồn kho cuối kỳ chia cho 2. Số ngày bán hàng tồn kho là sẽ bằng 365 chia cho vòng quay hàng tồn kho, hoặc là bằng hàng tồn kho cuối kỳ chia giá vốn hàng bán nhân cho 365. Ít không, hàng tồn kho bình quân nha các bạn. Hàng tồn kho bình quân. Mình sửa lại. Hàng tồn kho bình quân. Save. Đó. Cái chỉ số này giúp cho các bạn xác định được rằng một năm thì trong một năm thì hàng tồn kho quay bao nhiêu ngày mới được một vòng, tức là vòng là từ khi mua vào tới lúc bán ra, sau lại lúc mua vào thì tổn thất bao nhiêu ngày. Ok, đó là chương 6 và chúng ta sẽ cùng nhau đi chứa một cái vài cái bài tập về chương này và giúp các bạn hiểu rõ hơn. Ok. Đây là bài tập vận dụng chương 6 mà mình đã soạn vào tối hôm qua. Đây là bài tập chương 6. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng làm một bài về giá trị chấp thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Lower of cost on net realizable value. Đó là giá trị thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Chúng ta có nguyên tắc, đó là chúng ta phải ghi nhận giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Ở công ty ABC có bán 3 loại bếp là cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của từng bếp như sau. Cỡ nhỏ có giá gốc là 70, giá trị thuần có thể thực hiện được là 68. Cỡ trung có giá gốc là 110 và giá trị thuần có thể thực hiện được là 130. Cỡ lớn có giá gốc là 155 và giá trị thuần có thể thực hiện được là 146.
Theo nguyên tắc thì chúng ta phải ghi nhận hàng tồn kho với giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Sau đó, giá trị hàng tồn kho đối với các loại bếp tương ứng đó là cỡ nhỏ chúng ta sẽ lấy giá thấp hơn là 68, cỡ trung giá thấp hơn là 110 và cỡ lớn giá thấp hơn là 146. Đó là bài thứ nhất, xác định giá trị hàng tồn kho theo LCNRV. Vậy thì giá trị hàng tồn kho của công ty theo ABC đó là 68 cộng 110 cộng 146 bằng 324. Bài thứ hai, chúng ta cùng tính toán giá vốn hàng bán và giá trị hàng tồn kho theo hệ thống kiểm kê định kỳ. Ở bài 2 và bài 3 thì mình sẽ làm rõ cho các bạn về phương pháp hệ thống kiểm kê, hệ thống tồn kho theo kiểm kê định kỳ và hai phương pháp kê khai thường xuyên. Ở đây có một số thông tin về dữ liệu tồn kho và mua và bán trong 3 tháng đầu, trong tháng 3. Hàng tồn kho đầu kỳ vào 1 tháng 3, chúng ta đang có 200 đơn vị nhân với 4 đô trên 1 đơn vị thì chúng ta có tổng là 180 đô. Bằng 800 đô, xin lỗi các bạn. Vào ngày 10 tháng 3, ngày 20 tháng 3 và ngày 30 tháng 3, chúng ta mua lần lượt là 500 đơn vị nhân cho 4,5 đô, chúng ta có tổng giá trị là 2.250. Ngày 20 tháng 3 chúng ta mua 400 đơn vị với giá là 4,75, tổng cộng là 1.900 đô. Vào ngày 30 tháng 3 chúng ta mua 300 đơn vị với giá là 5 đô thì chúng ta có tổng là 1.500. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ nha, chúng ta sẽ xác định thứ nhất là giá vốn hàng bán. Chúng ta sẽ xác định giá vốn hàng bán theo phương pháp là giá vốn hàng bán sẽ bằng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cộng giá trị hàng mua trong kỳ trừ cho giá trị hàng tồn kho cuối kỳ. Đó là theo phương pháp theo hệ thống kiểm kê định kỳ nha. Bây giờ chúng ta có yêu cầu như sau: xác định giá trị hàng tồn kho và giá vốn hàng bán vào tháng 3 theo thứ nhất là theo FIFO và theo thứ hai là theo giá bình quân. Chúng ta có giá trị hàng hóa có sẵn để bán, ở đây là bằng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ cộng giá trị hàng mua trong kỳ, cụ thể như sau. Đầu kỳ thì chúng ta có tồn kho là 200 đơn vị nhân cho 4, ở đây. Đây. Bằng 800. Chúng ta mua 500, mua 400, mua 300 vào ngày 10 tháng 3, 20 tháng 3 và 30 tháng 3. Các bạn có thể thấy ở trên này mình không nói lại nữa nha. Ok, thì chúng ta sẽ có tổng giá trị hàng hóa sẵn có để bán là 6.450. Theo hệ thống kiểm kê định kỳ, số lượng hàng tồn kho cuối kỳ tương ứng với từng phương pháp như sau. Đây là phương pháp FIFO, tồn kho 500 đơn vị. Ok, bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nha. Tồn kho 500 đơn vị này, chúng ta có. Đây là phương pháp FIFO, chúng ta sẽ có tồn kho cuối kỳ nha. Chúng ta sẽ tính được tồn kho cuối kỳ này. Đây, cái này, hàng tồn kho đầu kỳ là 200, đúng không? Chúng ta cộng với mua hàng 500, mua hàng 400, mua hàng 300, tổng là 200 cộng 500 cộng 400 cộng 300 có bao nhiêu? Là bằng 1.400 đúng không? Các bạn vào máy tính đi nha, là bằng 1.400. Bán hàng, chúng ta bán đi tổng hàng là 900 thì cuối kỳ chúng ta còn tốn bao nhiêu? Còn tốn 500, ok. Chúng ta tốn 500. Tuy nhiên theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì chúng ta có thể kiểm kê thực tế ở trong kho còn tồn bao nhiêu vào cuối kỳ. Chúng ta kiểm kê được tồn kho đang tồn 500 ứng với này. Do phương pháp FIFO đúng không? Cái nào nhập trước thì bán trước, cái nào nhập sau thì bán sau. Các bạn có thể thấy này, vào ngày 30 tháng 3 chắc chắn cái phần 30 tháng 3 này sẽ chưa được bán ra, tại vì chúng ta tồn cuối kỳ là 500 mà. Thì ngày 30 tháng 3 chỉ có 300 thôi, thì chắc chắn vào cuối kỳ nó sẽ tồn 300 của ngày 30 tháng 3. Ok. Vì nó nhập vào sau cùng nên nó chắc chắn sẽ chưa được bán ra. Ok. Còn ngày 20 tháng 3, do ngày 30 tháng 3 chúng ta có 300 tồn rồi, tồn của 300 ngày 30 tháng 3 rồi, mà trong kho chúng ta đang tồn 500, thì ngày 20 tháng 3 chúng ta sẽ còn tồn 200 của ngày 20 tháng 3. Các bạn hiểu không ạ? Mình sẽ nói lại một lần nữa nha. Theo phương pháp FIFO, cái nào nhập trước thì xuất trước,
cái nào nhập trước thì xuất trước đúng không? Ngày 1 tháng 3 chắc chắn sẽ xuất trước, ngày 20 tháng 3 cũng chắc chắn sẽ xuất trước. Mà vào cuối kỳ chúng ta kiểm đếm là chúng ta đang tồn kho 500, thì 500 đó chắc chắn là sẽ là tồn kho của ngày 30 tháng 3. Ok, tồn kho của ngày 30 tháng 3 300 đơn vị, trong khi trong kho mình đang có 500, thì 200 nữa mình phải lấy từ ngày 20 tháng 3 đó. Và chúng ta sẽ tồn 500 ứng với nhập kho ngày 30 tháng 3 và 200 đơn vị nhập kho còn tồn sau khi bán vào ngày 20 tháng 3. Tồn kho 300 đơn vị ngày 30 tháng 3 chúng ta mua với giá là 5 đô. Ngày 20 tháng 3 chúng ta mua với giá 4,75 đô. Sau đó tổng giá xỉ hàng tồn kho cuối tháng đang là 300 x 5 cộng 200 x 4,75 bằng 2450. Thì theo hệ thống kiểm kê định kỳ thì giá vốn hàng bán sẽ bằng giá trị hàng sẵn có để bán trừ giá trị hàng tồn kho cuối hàng tồn kho cuối tháng là sẽ bằng 6450. Đây, hồi nãy mình đã tính cho các bạn đó là giá trị hàng sẵn có để bán ở đây rồi, là bằng giá trị tồn đầu kỳ cộng giá trị mua trong kỳ. Nó sẽ bằng 6450 trừ cho 2450 bằng 4000. Đối với phương pháp bình quân giao quyền, bình quân giao quyền tức là chúng ta gộp chung gộp một đống lại như vậy. Sẽ có đơn giá bình quân á. Đơn giá bình quân sẽ bằng giá trị hàng sẵn có để bán chia cho số lượng hàng hóa sẵn có để bán. Các bạn có thể thấy vào chúng ta mua rất là nhiều đúng không? Chúng ta có tồn kho đầu này cộng mua này. Tổng của giá trị này là bằng 1.400 và tổng của giá đây là 6.450. Do đó đơn giá bình quân là sẽ bằng tổng giá trị của hàng sẵn có để bán chia cho số lượng hàng sẵn có để bán, và 6.450 trên 1.400 bằng 4,607. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là bằng, tại vì mình cào bằng á, nên là mình sẽ lấy cái giá này luôn để mình tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là bằng 2.303,5. Do đó giá vốn hàng bán chúng ta đang có là 6.450 trừ 2.303,5 bằng 4.146,5. Đó là phương pháp kiểm kê định kỳ. Còn đây là phương pháp kê khai thường xuyên. Kê khai thường xuyên thì chúng ta phải theo dõi số lượng nhập và xuất. Sau mỗi lần nhập và xuất, chúng ta phải ghi nhận theo dõi nó một cách chi tiết. Tương tự sẽ có cái bạn này tồn kho đầu kỳ là 200 với giá là 4, tổng giá trị là 800. Mua hàng thì cũng vẫn tương tự vậy thôi. Cái bạn này y chang các bạn ở trên kê, nên các bạn mình nói sơ qua nha, các bạn tự nhìn nha. Còn đây là yêu cầu theo phương pháp FIFO và phương pháp giá bình quân. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phương pháp FIFO này. Nó hơi lằng nhằng hơn cái kiểm kê định kỳ, bởi vì kê khai thường xuyên này các bạn phải theo dõi sau mỗi lần nhập và xuất. Vào ngày 1 tháng 3 chúng ta có tồn là 4.200 nhân với 4 đô là bằng 800 đô. Ngày 10 tháng 3 bạn mua thêm 500 cái với giá 4,5 thì có giá trị là 2.250. Chúng ta có thể thấy tồn vào ngày 10 tháng 3 sẽ bao gồm 200 của ngày 1 tháng 3 cộng với 500 mình mới mua vào ngày 1 tháng 3 đây, tổng giá trị là 3.050. Vào ngày 15 tháng 3 thì bạn bán 200 bạn bán 500 thì các bạn có thể thấy nè, FIFO thì cái nào nhập trước thì cái đó xuất trước. 200 vào ngày 1 tháng 3 sẽ xuất trước với giá là 4 đô. Mà mình xuất bán 500 mà 200 chưa đủ thì mình phải lấy thêm 300 mua từ ngày 10 tháng 3 nữa, thì chúng ta có 300 x 4,5 bằng tổng giá vốn hàng bán bây giờ là 200 x 4 cộng 300 x 4,5 bằng 2.150. Chúng ta sẽ chỉ còn lại tồn kho vào cuối ngày 15 tháng 3 là 200 đơn vị mua vào ngày 10 tháng 3 thôi, bởi vì mình mua 500 nhưng mà mình xuất đi 300 đồ, mình còn lại 200, tổng giá trị là 900 đơn đô. Ngày 20 tháng 3 chúng ta mua 400 đơn vị với giá 4,75, tổng giá trị là 1.900. Chúng ta có tồn cuối ngày 20 tháng 3 có 200 đơn vị ở đây cộng với 400 đơn vị này đó, 200 cộng 400 tổng giá trị là 2.800. Ngày 25 tháng 3 chúng ta xuất bán 200 theo phương pháp nhập trước xuất trước nhà, thì chúng ta có 200 mua vào ngày 15 tháng 3 sẽ xuất ra trước, và chúng ta thể lấy thêm 200 mua vào ngày 20 tháng 3 nữa cho đủ 400 để xuất cho khách hàng.
chúng ta có tổng là 1850. Chúng ta có tổng giá trị hàng xuất ra là 1850. Thì chúng ta chỉ còn tồn kho là 200 của số lượng hàng hóa mua vào ngày 20 tháng 3 thôi. Tại vì ngày 15 tháng 7 chúng ta xuất hết rồi, không có cái nào nữa. Tổng giá trị là 950. Vào ngày 30 tháng 3 chúng ta lại mua thêm 300 đơn vị với giá 5 đô. Thì cuối ngày 30 tháng 3 chúng ta sẽ tồn là 200 của ngày mua ngày 20 tháng 3 với lại 300 mới mua của ngày 30 tháng 3. Tổng giá trị hàng tồn kho là 2450. Hàng tồn kho cuối kỳ là 2450, giá vốn hàng bán là 1850 cộng 2450 bằng 4000. Theo như mình nói đó là theo phương pháp kê khai thường xuyên thì các bạn sẽ xác định được giá vốn hàng bán ngay khi các bạn xuất bán hàng hóa. Tại vì các bạn theo dõi nó thường xuyên mà, kê khai thường xuyên mà, tức là theo dõi nó thường xuyên liên tục 4 lần nhập ra và xuất bán. Ok, đó là phương pháp FIFO cho hệ thống kê khai thường xuyên. Còn đây là phương pháp bình quân gia quyền. Đối với phương pháp bình quân gia quyền thì các bạn cũng phải theo dõi sau 4 lần mua nha, 4 lần mua hoặc 4 lần bán. Vào ngày 1 tháng 3 chúng ta tốn 200 với giá là 800, tổng giá trị là 800. Vào ngày 10 tháng 3 các bạn mua thêm 500 với giá 4,5. Bây giờ thì các bạn có thể thấy là bây giờ nha, tồn vào cuối ngày 10 tháng 3 của các bạn là 200 cộng 500 với tổng giá trị là 800 cộng với giá trị ở đây chúng ta sẽ có tổng là 3050. 3050 mà chia cho 700 đơn vị thì chúng ta sẽ có cái giá là giá xuất kho là 4,375. Các bạn hiểu không ạ? Đây, mình sẽ 4,375 nha. Mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao là 4,375. Ở đây là sẽ bằng này, tổng giá trị 800 800 cộng 500 nhân 4,5 là bằng 5,420. Ok, chờ mình một chút, mình phải bấm cho nó chính xác không lại. 500 nhân 4,5 2250. Tất cả chia cho 700. Ok, không có bạn. Đấy, đây là cách tính ra 4,375 nha. Ok, vậy giá vào ngày 15 tháng 3 chúng ta xuất 500 với giá là 4,375. Cho chúng ta có tổng giá trị là 2179. Ban đầu chúng ta tốn kho 700 và bây giờ chúng ta xuất ra 500 rồi thì chúng ta còn tốn 200 vẫn với giá 4,375. Mình sẽ cho các bạn một cái tip, đó là các bạn chỉ cần tính giá bình quân gia quyền liên hoàn sau mỗi lần nhập thôi. Mỗi lần nhập vào thì cái giá bình quân gia quyền liên hoàn các bạn tính trước đó nó sẽ bị thay đổi. Do đó các bạn phải tính toán lại sau mỗi lần nhập. Các bạn thấy nha, tính toán lại mỗi lần bán á, thì nó không ảnh hưởng đâu. Còn mỗi lần nhập vào thì nó lại thay đổi cái giá bình quân gia quyền này. Vào ngày 20 tháng 3 chúng ta nhập vào 40 với giá 4,75 đúng không? Thì giá trị của nó là 1900 này. Chúng ta đang tồn với giá trị là 871 này, cộng 1900 là ra 2771 này. Mỗi lần các bạn nhập vào là nó sẽ thay đổi giá cái giá bình quân này, do đó các bạn phải tính toán lại. Nè, các bạn đang tồn là 200 cộng 400, 200 tồn đây cộng 400 mới mua vào là 600 đúng không? Các bạn lấy 2771 này chia cho số lượng hàng hóa đang tồn trong kho đó là 600 sẽ ra cái giá bình quân gia quyền mới đó là 4,618. Ngày 25 tháng 3 các bạn bán 400 với giá 4,618 đó thì chúng ta có giá vốn hàng bán vào ngày 25 tháng 3 đó là 1847. Các bạn đang tồn 600 mà các bạn xuất bán đi 400 thì các bạn còn tồn lại là 200. 200 này với giá 4,618 thì chúng ta còn tồn ở vào giá vốn hàng bán còn số lượng hàng tồn kho còn tồn vào ngày 25 tháng 3 đang là 924. Vào ngày 30 tháng 3 các bạn lại mua vào. Mua vào thì mình lại phải tính toán lại cái giá bình quân gia quyền liên hoàn này. Mua vào 300 với giá 5 đô một chiếc
thì chúng ta có tổng giá trị là 1.500, 1.500 cộng 924 bằng 2.424. Bạn đang tồn 200 ở đây, bạn mua thêm 300 ở đây nữa, sẽ ra còn tồn 500. Giá bình quân gia quyến sẽ bằng 2.424 chia cho 500 bằng 84,848. Hàng tồn kho cuối kỳ chúng ta có thể lấy giá trị ở đây là 2.424 và giá vốn hàng bán chúng ta tổng giá vốn hàng bán vào ngày 25 tháng 3 và giá vốn hàng bán vào ngày 15 tháng 3 chúng ta được 4.206. Ok. Các bạn xem đi xem lại và các bạn tính toán thật kỹ. Các bạn phải hiểu thật kỹ cái phương pháp bình quân gia quyến liên hoàn và phương pháp FIFO này. Theo hai hệ thống kế toán đó là kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Các bạn xem đi xem lại và các bạn phải nắm rõ cái này nha. Vô thi là chắc sẽ có cái này đó, bởi vì hàng tồn kho là một khoản mục quan trọng trên báo cáo tình hình tài chính. Ok, hay rồi. Bye các bạn và hẹn các bạn vào video lần sau.